phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh và sự kêu gào của đám khủng bố. Tên khủng bố Lê Đình Kình đã bị tiêu diệt như cái kết đối với Tuấn Khỉ khi đang chỉ huy đám phản loạn trong tổ Đồng Thuận, sát hại dã man 3 chiến sĩ cảnh sát, đúng như lời đối tượng từng tuyên bố trên mạng xã hội. Cũng giống như mọi cơ quan điều tra trên thế giới, khi điều tra các vụ án khủng bố hoặc liên quan đến khủng bố, thì mọi tài khoản ngân hàng có liên quan đều bị phong tỏa. Không khó để các điều tra viên tìm ra mối liên hệ giữa tổ chức khủng bố Việt Tân, Voice và các cánh tay nối dài của các tổ chức này với đám khủng bố do Lê Đình Kình cầm đầu. Khi Lê Đình Kình cùng đồng bọn bị coi là khủng bố, thì tất nhiên nó thuộc diện điều chỉnh của luật phòng chống khủng bố. Theo đó, tất cả các hỗ trợ tài chính cho Lê Đình Kình và đồng bọn đều được coi là tài trợ khủng bố. Danh sách này hiện đã được công khai tên từng cá nhân và tổ chức. Thậm chí, ngay cả những con người như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tứ Duy, Trần Quỳnh Vi cũng đều là các cá nhân có liên quan tới Voice và tổ chức Việt Tân, một tổ chức mà Bộ Công an đã liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Với quyết định phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh tại Vietcombank, đám phản loạn đã thể hiện sự kêu gào trên mạng xã hội. Ngày 12 tháng 1 năm 2020, Trịnh Bá Phương kêu gọi cộng đồng gửi tiền để phụng viếng ông Kình và giúp đỡ gia đình ông thông qua tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh. Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Trịnh Bá Phương thông báo rằng Vietcombank đã vô hiệu hóa tài khoản ngân hàng mà Thúy Hạnh dùng để nhận tiền phụng viếng ông Kình. Ngay sau đó, một thành viên của Voice, cánh tay nối dài của Việt Tân, đã kêu gọi các tổ chức nhân quyền báo cáo vấn đề này với tập đoàn Mizuho, cổ đông nắm 15% cổ phần của Vietcombank, để buộc Vietcombank trả lại khoản tiền đã phong tỏa. Cùng ngày, Hoàng Tứ Duy là phát ngôn viên của tổ chức khủng bố Việt Tân thông báo rằng Việt Tân quyết định thành lập quỹ hỗ trợ bà con đồng tâm nhằm hỗ trợ về pháp lý và giúp đỡ những nạn nhân bị thương vong. Ngày 18 tháng 1 năm 2020, Phạm Đoan Trang, Trần Quỳnh Vi và Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng lấy danh nghĩa nhóm hành động vì đồng tâm để tổ chức quyên tiền qua ứng dụng GoFundMe. Trong lời kêu gọi, họ tuyên bố rằng toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được dùng cho mục đích giúp đỡ, hỗ trợ gia đình cụ Lê Đình Kình và bà con dân oan mất đất ở Đồng Tâm, cũng như bảo vệ nhân chứng và góp phần vào các nỗ lực thực thi công lý cho bà con, đặc biệt cho hương hồn người đã khuất. Ngày 20 tháng 1 năm 2020, tổ chức khủng bố Việt Tân kêu gọi ký tên và kiến nghị gửi ngân hàng Mizuho và FED để gây sức ép khiến Vietcombank phải thực hiện việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thúy Hạnh. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, Nguyễn Thị Ngọc Anh tuyên bố rằng đợt quyên tiền đã kết thúc, với số tiền quyên được là hơn 39.000 USD. Số tiền sẽ được gửi vào tài khoản của tổ chức luật khoa tạp chí và nằm dưới sự quản lý của Trần Quỳnh Vi trước khi được gửi cho người nhận ở Việt Nam bằng nhiều cách. Ngày 5 tháng 2 năm 2020, Lê Đạt là thành viên nhóm Hiệp hội Người Việt tại Nhật, Zombie Nguyễn và Anti-Chicom đã đến trụ sở tập đoàn Mizuho để trao kiến nghị của Việt Tân. Điều này chứng minh rằng nhóm Hiệp hội Người Việt tại Nhật và Anti-Chicom là tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Trịnh Bá Phương, Phạm Đoan Trang, Trần Quỳnh Vi và Nguyễn Thị Ngọc Anh đều tham gia nhóm hành động vì đồng tâm và nhóm này do tổ chức Voice điều khiển. Cho đến lúc này, ai cũng biết Đoan Trang là nhân viên Voice, còn Trần Quỳnh Vi là biên tập viên luật khoa tạp chí và giờ Vietnamese, đều do Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long của Voice đồng sáng lập. Số tiền mà Việt Tân và Voice đã huy động không chỉ được dùng để hỗ trợ gia đình ông Lê Đình Kình, mà còn được dùng để thuê luật sư, làm truyền thông, cùng những hoạt động khác để kéo dài vụ việc. Như vậy, cả nhóm của Lê Đình Kình và các tổ chức gửi tiền cho gia đình Lê Đình Kình đều là các tổ chức khủng bố. Và vì điều này, Vietcombank không bao giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh, cũng như số đối tượng này đừng mong việc Hoa Kỳ hay một tổ chức nào lên tiếng việc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền được. Vì đối với khủng bố thì không bao giờ có được cái gọi là dân chủ, nhân quyền được.